là một trong năm loại hình y tế chất lượng cao mà Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển để thúc đẩy du lịch y tế. Một sản phẩm du lịch đầy tiềm năng của thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung. Dịch vụ thẩm mỹ trong vài năm gần đây đã có tốc độ phát triển nhanh chóng. Thay vì trước đây, người Việt Nam thường ra nước ngoài làm thẩm mỹ, thì hiện nay lại có một dòng chảy ngược lại. Thị trường thẩm mỹ tại Việt Nam đang trở thành vùng trũng. Vì sao? Một ca phẫu thuật mũi ở Việt Nam nó khoảng 3-4 ngàn đô thôi, nhưng ở Mỹ thì có thể lên tới 12 ngàn đô hoặc hơn. Lý do thứ hai đó là cái quan điểm thẩm mỹ của người Á, đặc biệt của Việt Nam thì họ sẽ đồng quan điểm hơn so với những cái các nước phương Tây. Cái lý do thứ ba là bác sĩ Việt Nam rất là khéo tay. Thay vì chỉ ngồi chờ đợi những chuyển động kiên quyết hơn từ cơ quan quản lý nhà nước để hạn chế tình trạng vượt phạm vi hoạt động thẩm mỹ, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động đúng theo quy định và cộng đồng những bác sĩ thẩm mỹ tạo hình chân chính tại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã chủ động tạo ra môi trường thẩm mỹ lành mạnh bằng nhiều biện pháp. Háo hức đến với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, nơi đã đặt cả niềm tin vào sau nhiều thời gian tìm hiểu để nâng mũi. Nhưng một trong hai người phụ nữ này đã bị từ chối dịch vụ. 40% khách hàng đến với phòng khám này từng bị từ chối như vậy vì không đảm bảo an toàn. Đây là một trong những tiêu chuẩn của bộ quy chuẩn dịch vụ được phòng khám tự soạn từ khâu tiếp nhận đến thực hiện dịch vụ, đang vừa được hoàn thiện, vừa được thực hiện. Giữ vững và xây dựng bộ tiêu chí này chúng tôi cũng xác định là sẽ khó khăn. Nhưng mà những cái gì mang lại tốt cho giá trị cộng đồng thì chúng tôi luôn luôn cố gắng xây dựng để hướng tới. Tại vì thẩm mỹ là ngoài mang lại được cái vẻ đẹp cho người khác, còn phải là cung cấp được những giá trị thật, chân thiện mỹ và đảm bảo an toàn tối đa. Chuyên môn càng vững thì càng giảm được tai biến thẩm mỹ.